Xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với sản phẩm Smart Home. Thì hôm nay Smart Home xin giới thiệu với mọi người về một cái mạch quạt có chức năng học lệnh sử dụng hồng ngoại. Đây là sản phẩm của chúng ta. Thì mạch này thì cũng khá là giống một số cái mạch ở trên thị trường thôi, nhưng mà nó được tích hợp thêm chức năng học lệnh để giải quyết được cái vấn đề về quá nhiều điều khiển khi mà sử dụng trong nhà. Thì mình có thể dùng những cái điều khiển TV ở nhà mình có để mình có thể học lệnh và điều khiển được cái quạt của nhà mình, thay vì mỗi một cái quạt thì cứ một cái điều khiển. Ở đây là mắt thu. Mắt thu thì được bọc trong một cái hộp để bảo vệ và nhìn nó rất là thẩm mỹ. Đó. Đây là phần cắm vào để đưa ra ngoài. Đấy. Đây là nút học lệnh. Thì đây là mạch này nó không có cái gì biến áp, nên khi mà sử dụng để học lệnh thì mọi người chú ý một chút về cái vấn đề khi nhấn cái nút này để học lệnh. Thì học cách học như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở video. Ở đây mình giới thiệu qua này, thì ở đây có cổng AC này, là nguồn cắp vào này. Đấy, cục com là chân trung này. Đấy, còn số 1, số 2, số 3 này. Đấy, sử dụng kèm theo nó là một tờ hướng dẫn này. Đây, trong người hướng dẫn thì có cái hướng dẫn về cách đấu nối vào quạt rồi. Đấy. Đầu tiên là vào chế độ như nào này, thì ở trong hướng dẫn mình có rồi này. Đấy. Bật được 3 số này, quay swing này, bật tắt là nút độc lập này, và sử dụng học lệnh này. Khi mà cắp điện 220V thì chúng ta hạn chế về cái vấn đề đụng tay không vào mạch để tránh trường hợp bị giật. Đấy. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách điều khiển và học lệnh cho mạch. Rồi, ở đây là mình đang mô phỏng là có 3 số của quạt, số 1, số 2 và số 3. Và trên cùng là động cơ tút năng. Đấy. Thì mình sẽ bây giờ cấp nguồn 220V này. Khi cấp nguồn 220V thì còi kêu. Tiếp đến là mình sử dụng một cái điều khiển mà bên mình có này. Một cái điều khiển của LG đi. Đấy. Mình sẽ nhấn giữ vào đây trong vòng 3 giây. 1, 2. Lệnh đã được xóa. Thôi, thả tay ra. Nhấn một lần nữa. Còi kêu. Chúng ta sẽ tiến vào hành học nút bật nguồn. Còi kêu một tiếng. Nhấn tiếp một nút tiếp theo, còi kêu một tiếng tiếp theo là học số 1. Nhấn một lần nữa học số 2. Nhấn một lần nữa học số 3. Nhấn một lần nữa để học nút swing. Mình chọn số 5 đi. Đấy, và nhấn một lần nữa để thoát. Tức là mỗi lần thì các bạn phải nhấn một lần để nó học lệnh. Đầu tiên mình sẽ bật nguồn. Đấy. Thì số 1 quay, bật số 2, động cơ 2 quay, bật số 3, động cơ 3 quay, bật swing, đấy, swing quay, tắt đi này, bật lên này, bật lên thì mặc định số 1 sẽ bật, số 2, số 3, đấy, số 1 thì còi kêu 1 tiếng, số 2 thì còi kêu 2 tiếng, số 3 còi kêu 3 tiếng. Để tránh cái tiếng ồn thì các bạn có thể dùng cái băng dính để che cái còi nếu mà ban đêm không muốn có tiếng còi phát ra. Một tính năng nữa là khi mà các bạn học lệnh với remote của TV chẳng hạn, hoặc là remote điều hòa. Đấy, thì chúng ta có thể điều khiển qua app Google Home hoặc là qua Wandling Mini hỗ trợ trên app điện thoại. Thì cũng rất là hay, nhưng mà tính năng rất là mới của sản phẩm mạch quạt này. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm đến sản phẩm.